Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Con xin gửi tặng đến tất cả các bà, các mẹ, các chị một bài hát mang tên Con Nợ Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Chẳng thể nào trả mẹ được hết công lao sinh thành đã suốt đời một lời xin lỗi các mẹ vì luôn bên con đau và khi sóng gió giữa dòng tố cuộc đời vòng tay mẹ trước che khẽ vô về bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên mẹ dành hết tuổi xuân vì con mẹ dành những chăm lo tháng ngày mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ mẹ chương trình lần sau nhé. Bye bye. Chúc mọi người 8 tháng 3 vui vẻ nha.